Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Crystal Class thú vật đại chiến nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, rung cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất và hãy click vào quảng cáo để ủng hộ cho mình nhé. Thì mình đã lên được cái mức rank đó chính là Champion, nhà vô địch rồi anh em ạ. Và chúng ta sẽ mở hòm nhà vô địch ra xem có gì trong đấy nhá. Đây là cái hòm nhà vô địch của chúng ta, có cast 15, có cái rope brand của chúng ta level 8. Con hippo, con hippo này thì nó sẽ ném từ trên trời xuống nhá, có nghĩa là sao ta, căn anh em, căn lực ấy, căn lực kiểu gì mà bắn từ trên trời rơi xuống thì nó rất là xịn sò. Đây chúng ta có thể thử nó xem một chút xíu như thế nào. Đây hippo hiện tại có thể lên được cấp và mình sẽ upgrade nó lên level 9. Hippo đây, chúng ta sẽ thử cho anh em xem cách vận hành và cách bắn của nó sẽ như thế nào. Mình tiếp tục unlock mấy cái này ra. Hiện tại chúng ta đang ở cái cấp độ là Champion. Đấy, nhà vô địch thì mình có thể mua thêm một cái số cái hòm của Champion. Không đủ game Champion 1. 350 game. Đây Champion là cái hòm này. Hòm này thử xem 520. Rồi chúng ta sẽ mở skip, chúng ta sẽ có thêm gấu. Không nhiều thứ lắm, thật ra là không hòm Legendary Chest mà không ăn thua đấy. Chứng tỏ là cũng sẽ hơi kiểu là khó như chúng ta. Rồi tắt cái này đi, tắt cái tiếng Việt này đi. Ok, vào trận thôi. Vào chưa. Nhanh nào. Hơi lâu ta, đợi khoảng 10-20 giây với 40 mấy giây các kiểu nữa, lâu thế. Hơi lâu ta. 42 giây á. Đừng bảo đợi 42 giây nhá. Buổi sáng không ai chơi mấy à? Mình tưởng nhiều người chơi lắm mà. Đây rồi, có trận rồi. Cuối cùng ra tìm được trận rồi anh em ơi. Chúng ta đầu với 2300. Đây, chúng ta sẽ test thử cho anh em xem này luôn, xem nó như thế nào. Ok, nó sẽ sử dụng cái gì đây? Sử dụng lửa chăng? Có thể sẽ sử dụng lửa. Chính xác là sử dụng lửa anh em ạ. Rồi, dùng lửa. Mình sẽ cho nó thử bay lên nhá. Bay lên mà nó sẽ cắm xuống là sẽ như thế nào ra. Wow, thấy chưa anh em, bay lên trời và rơi thẳng xuống dưới, hay nhờ, thật sự là hay ho phết. Đây nha, nhìn nhá, nhìn hà mã này, nhìn hà mã mà học tập này, nhìn hà mã mà học tập này. Ôi, nhưng mà khó khăn lắm anh em ạ, phải nói rất khó khăn như thế đấy luôn, nó cười mặt mình luôn kìa. Ngủ rồi, cho con hà mã nó ngủ anh em. Tôi biết ngay là sẽ cho hà mã ngủ mà. Không có gì phải bàn cãi được cái vấn đề đấy. Hà mã quá nguy hiểm. Mày chết đi. Ôi giời ơi, giật xét không chết được. Lực chiến khỏe thế anh ơi. Để em dùng con này em đánh cho. Đây này, để em dùng con này em đánh cho nha. Như thế này à, đứt hết dây. Nhiều bạn là anh muốn đánh vòng cái này nhưng mà mình muốn đánh vào cái dây của nó anh em. Cái dây ở trên này này. Rồi, sắp kết thúc rồi nhé mấy cưng ơi. Sắp kết thúc rồi nhé. Chết hết. Còn hai con rùa. Vô dụng rồi, hai con rùa đó mình đã khóa đam, khóa các kiểu của nó rồi anh em ạ. Không cần lo lắng gì cả đâu. Tấn công cả ngày. Bây giờ sẽ giật set để chết cả hai con luôn nhá. Bye bye. Goodbye luôn, goodbye. Cái con hà mã chứng tỏ là hơi khó dùng. Khả năng phải gọi là câu từ trên trời xuống cơ. Nó không hề dễ một chút nào cả. Chúng ta thay con này bằng con tinh tinh. Tinh tinh rất là ngon. Thế mình thấy như vậy, đây, gorilla đây. Gorilla trở lại và mạnh kinh hoàng hơn xưa rất là nhiều. Chiến vẫn tiếp tục đấy anh em. Con này không đánh thì nó sẽ được tăng lượng cường đam, tăng cường rất nhiều thứ. Chính ra là con voi nó sẽ là con chủ lực của mình. Và có lẽ là mình sẽ phải để nó ở cái dây phía sau. Cái dây có hình cái thanh kiếm ấy thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Chứ nếu mà để ở phía trước thì khá là tệ theo như mình thấy. Time Expectus. Đợi chờ. Một game rất là hay. Anh em nên có thể tải về và trải nghiệm cũng như là chơi thử xem như thế nào. Rồi chúng ta vẫn là rank champion, rank của nhà vô địch. Mình cắt vào mặt nó thì chết ngay. Có gì không? Ý tưởng là gì? Ý tưởng của nó sẽ là cắn dây ở phía trước à? Ok, không có gì cả. Và có lẽ là tôi sẽ giết nó thôi.
Bye bye, hai con luôn. Nó đang cắn, đây là cắn gỗ anh em ạ, con đấy là cắn gỗ thôi. Lửa. Không được, không ăn thua. Con khỉ thì sẽ cho một phát đánh gọi là cuối cùng luôn. Và nó mạnh vãi cả lều luôn. Trời ơi. Giết hai con này xong rồi con khỉ vả nốt cái nữa là xong. Nó đang cố hết sức để... Ui. Chập chiang, keng keng các kiểu luôn. Gớm thật sự luôn ấy ạ. Nào, 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 nào. Giết con này trước anh em ạ. Giết con là trâu bò trước. Ui, không chết ạ. Khỏe thế. Khả năng đỡ đòn bá đạo thế nhỉ. Chết rồi, rơi chăng. Rơi thế nào được, rơi thế nào được. Rơi là rơi thế nào được. Rơi là rơi thế nào được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ok, bây giờ Tinh Tinh sẽ là người đánh đòn cuối cùng. Vã mặt này. Không, mình tên là phá hủy cái này đã. Vẫn cố đấm ăn xôi lắm ạ. Ôi, nhưng mà cái này sắp rơi này. Tinh Tinh sẽ chơi quả gọi là đá khổng lồ luôn. Ôi mẹ. Vãi lều, nó sẽ nhằm vào cái miếng gỗ rồi anh em. Tin tôi đi. Là không. Nó không nhằm vào miếng gỗ đâu. Thế thì mày chết rồi cưng ạ. Con này bây giờ thành ra bé tí luôn. Ui, hủy bé tí luôn ạ. Rồi giết nó anh em ơi. Giết nó nào. Ui, chết rồi. Cái này mình sẽ vỡ cái miếng gỗ này trên chăng. Có thể lắm. Đã được tăng lượng cường đam mà. Mỹ. Chưa chết được. Quá nhỏ cho đội bán lọ. Thôi bye 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 đi. Goodbye đi, goodbye đi, goodbye đi, goodbye đi. Chết. Mày đi này, con này khá là trâu, gấu trúc khá là trâu bò. Đánh tre thôi, không có gì nhiều. Cười rất gần là khả ố. Ok, mình tắt cái web này đi, không sợ có tiếng lại mất công mình lắm. Nào 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 nào. Nào. Trận này bán tệ nhá. Trận này bán rất tệ trận này luôn. Không có gì là bào chữa cả. Tỉnh dậy chưa? Nó chưa tỉnh anh em ơi. Quá là tệ hại với cái trận này luôn ạ. Mình không có gì là bào chữa cho chính mình đâu. Nhưng bây giờ mình sẽ dùng quả đá khổng lồ của Tinh Tinh. Và chúng ta đang trên đường lên Champion 2 nha. Rất là xịn sò luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ sang với trận tiếp theo. Đây, Tinh Tinh, nhưng mà Tinh Tinh level thấp quá. Nó cũng dùng mặt con này, nhưng mà chúng ta là loại xịn hơn. Nhằm vào gỗ hoặc là cái gì đấy. À, gớm phết nhờ. Chết luôn, chết luôn. Ui, quá nhỏ. Quá nhỏ cho đội bắn lọ. Bây giờ nó ngủ thì chết luôn à. Ghê nhở. Bắn xoay 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 xuống dưới. Sợ thật sự luôn ạ. Mình chưa đủ độ dài anh em ơi. Này thì chưa. Ôi chết rồi. Thôi xong tôi rồi. Lại ngủ rồi. Đánh cũng ghê đấy nhưng mà ngủ thôi. Chắc là cho ngủ rồi. Quả đá. Tiếp tục ngủ. Ok. Ok ok. Ngủ thì ngủ thôi chứ mình sợ đấy thì nó. Mình sợ ở đâu. Nó cứ rung 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 khó chịu ghê này. Ui trâu thế. Trâu vãi lều à. Mình làm gì? Mình ngủ ai? Ngủ thì ngủ thôi. Có gì đâu. Mình có con kia mà đố mới đánh được sau đây. Thề luôn. Mình chỉ cần đánh chuẩn thôi anh em ơi. Còn đâu tất cả để con chuột nó lo. Ngủ trong bất lực. Nó ngủ trong bất lực. Không làm gì được, có tàng hình anh em. Đằng nào chả chết. Đằng nào chả chết. Mày chạy đi đâu được. Cùng lắm là giết được con rùa gì. Cố hết sức anh em ạ. Bọn này ngủ không tỉnh dậy luôn. Trừ khi bị đánh thế thôi. Quá chuẩn luôn. Mình ôi trâu thế nhở. Cố gắng, có cố gắng. Con kia sẽ được giải búp. Chết thế nào được. Chú chết rồi cưng ơi. Chết rồi. Cái này nó dính vào người luôn anh em ạ. Rất tốt. Chú rất tốt nhưng mà anh rất tiếc với chú là anh thắng rồi. Chúng ta đang ở trong top 4 anh em. Và leo lên rất là nhanh luôn. Top 1 thì không biết là lực chiến nó... Trong top 3 anh em. Lực chiến có 2532 thôi.
Hôm nọ là mình gặp mấy cái thằng nó gọi là quái vật, không hiểu sao đam nước to vật vã, to vãi lều à, mà mình vẫn thắng được. Thì vẫn là hay đúng không? Rồi rồi rồi, vào đây vào đây vào đây nào anh em ơi. 26, 27, 28, 29 và 30 đã lên. Yes. Nào, ý tưởng về về pháp, về 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 mấy cái xương sẩu này thì mình đánh thôi. Đấy, chúng ta sẽ có ý tưởng về đánh mấy con đằng sau. Nó sẽ dùng không, giật điện anh em ạ. Có thể là nó sẽ giật chết con này của mình. Ai chà, đau đau. Xoay. Ôi giời. Cái con chính của nó vẫn chưa chết anh em. Bây giờ mình sẽ vã một thẳng một cái ấy vào đây nữa là nó chết thôi. Thì không biết là chắc là mình sẽ bị đóng băng. Theo mình đoán là mình sẽ bị đóng băng ở đây. Dĩ nhiên. Ok, mình sẽ đóng băng ngược lại nó. Nhưng mà hơi khó nha anh em. Ui, gọi là thần xạ, thần tiễn à. Bây giờ dùng dùng cái gì ra? Cái này được hồi ạ. Cái này được hồi anh em. Bây giờ phải làm nào đây? Làm nào để giết được nó đây? Vớ va vẩn. Còn một con nữa. Bây giờ mình đập vào đâu? Bây giờ mình đập vào đâu? Ui, đập vào đây thì quá muộn rồi em ơi. Đập vào đây thì quá muộn rồi nha. Anh cho chú gọi là toại nguyện luôn. Toại nguyện luôn và đóng băng luôn nhá. Tình tình nó vã cho thì. Còn gì hỏi nữa, khả năng hồi máu khá tốt, khá là gớm nữa. Nhưng mình khả năng giật điện của chúng ta sẽ là kết thúc con trâu của nó. Oh my god, net xem nào. Thắng rồi, thắng một cách kỳ dễ. Chúng ta đang ở trong top 2 và hoàn toàn có thể lên được top 1 nếu mà thành công và gọi là đập được cái thằng này. Đập thằng công ha 20.000 Thái Lan Lucking Hot Dog. Hot Dogs. Giờ cái này dễ không? Dễ. Game là dễ anh em. Cắt theo kiểu này. Chúng ta là chơi theo kiểu là cắt vào cái trầu phết nhờ, nhưng mà cắt vào dây này. Chúng ta là cắt theo dây. Ôi chết rồi. Mình quên mất là. Rồi ok. Ok con dê. Mày á, đánh ai? Stop lại đi. Mày bớt lại đi. Nó vẫn giết con voi rồi anh em. Ghê, làm gì đây? Chuyệt mày đi. Ui. Hơi yếu ta. Mình vả ngay chỗ đầu kia của nó. Chết mày đi. Bắn độc, khó chịu ghê. Giật điện thôi anh em ơi, giật điện thôi. Ngáo à? Mày thích ngáo à? Rồi còn một con rắn nữa anh em ạ, hơi nguy hiểm, nó sẽ còn con rắn. Và chúng ta tiếp tục là đóng băng cái con kia của nó. Tỉnh dậy chưa nhỉ? Đóng băng khó chịu lắm. Chết rồi. Nhằm thẳng nha anh em ơi. Nhằm thẳng cái con này. Tốt. Còn mỗi con kia con đấy thôi. Nó giật điện thì bây giờ rất là thốn nha anh em. Nên nhớ như vậy và chúng ta sẽ Thái Lan Lucking Hot. Double luôn. Cái dây nó sẽ hơi bị rung. Không được. Chơi cái này thôi anh em ơi. Phát này mà không dính thì hơi bị mệt. Yes, thắng rồi. Nó vậy còn là tuyệt vời. Chúng ta có lên top 1 không ta? Trừ tận 2600 và mình cộng tận đến 4000 à? Bây giờ mình chưa được. Nó là 86666, chưa lên top 1 được nhỉ. Biết làm sao mà đánh được bọn này mà lên top 1 đây. Thằng này nó sẽ lực chiến, nó sẽ rơi tầm khoảng 2k rưỡi. Khá khỏe. Thanh kiếm cắm xuống dưới đá và sấm sét nổi lên. Bây giờ thì voi thôi. Không được, đáng ép phải cho con kia nữa. Dây cứng quá nhè. Chết rồi. Dây quá cứng luôn anh em, mà chơi thế nào đây. Khó chịu thế.
Tốt, mình sẽ giết hai con này luôn. Sáng tiễn vã thẳng vào mồm nó, xem nào. Nó sẽ cho con nào. Ui, chính xác thế nhở. Chính xác vãi lều luôn anh em ạ. Láo thật sự luôn. Chưa to lắm. Tỉnh dậy luôn anh em ạ. Chúng ta tỉnh dậy luôn rồi. Chết luôn. Máu quá yếu. Lực chiến là cực khỏe nha anh em. Lực chiến phải nói là cực khỏe luôn. Mà chơi thế nào đây. Chết một số con ở phía sau. Chúng ta sắp tỉnh dậy rồi. Và có lẽ là mình sẽ đai con này. Dây à. Ôi giời ơi, thế yếu rồi, thế tưởng thế nào. Không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua. Tốt, tốt, tốt. Rồi, tí giết được con chuột nữa. Chắc chắn con chuột sẽ giết mình rồi. Mình có thể đảm bảo anh em con chuột sẽ giết mình. Và chúng ta vẫn còn đóng băng ở đây. Nó bắn vào đằng sau. Khá khôn. Khá là khôn. Khá là khôn nhưng mà chết rồi, bây giờ mà mình bắn chuột thì mình sẽ thua đấy anh em ạ. Nếu mà tôi bắn trượt tôi sẽ thua. Chết rồi, trượt rồi, trượt rồi. Trượt, ôi, may. Vẫn may, hi hi ha ha. Hình như có khả năng hồi máu thì phải đúng không? Cái này khả năng hồi máu. Khá là khó chịu. Hi hi ha ha, này, Malaysia. Malaysia 22 cũng chỉ đến thế thôi. Lực chiến, stop nha. Ok thì chúng ta sẽ phải kết thúc tập này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.